Rất vui được gặp lại các bạn trong những nội dung chia sẻ của mình. Mình là Thuận Ý. Và trong nội dung này mình xin chia sẻ cho các bạn một kiến thức rất hay là liên quan đến khả năng sáng tạo của các bạn. Các bạn biết rằng là để có thể cạnh tranh được trong môi trường hiện nay, ta phải không ngừng học tập và sáng tạo nên các tri thức mới. Và khi chúng ta học tập và sáng tạo như vậy, chúng ta mới có được những cái sản phẩm để chúng ta cạnh tranh được. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phát huy được cái khả năng sáng tạo của chúng ta? Thì mình xin chia sẻ cho các bạn một vài gợi ý như sau. Cách đầu tiên đó chính là bạn phải học cách thư giãn. Tức là như thế nào ạ? Các bạn cứ hình dung như thế này. Các bạn giống như là một nhà thơ vậy. Các bạn cần phải có cảm hứng. Một nhà văn cũng vậy, một nhà làm phim cũng vậy. Các bạn cần phải có cảm hứng thì các bạn mới sáng tác ra được ạ. Các bạn mới phát huy được cái khả năng sáng tạo của mình. Và đương nhiên rồi, cái cảm hứng đó nó sẽ đi từ sự thư giãn, đúng không ạ? Các bạn sẽ thư giãn bản thân, thả lỏng cơ thể, miễn làm sao để tâm trí của các bạn thoải mái nhất thì các bạn mới có được cái khả năng để các bạn phát huy cái trí sáng tạo của mình, đúng không ạ? Điều tiếp theo đó chính là các bạn cần phải viết ra giấy. Có nghĩa là như nào? Một cuốn sổ nhỏ thì chắc chắn là sẽ hơn một đầu óc vĩ đại lớn. Bởi vì bây giờ với cuộc sống ngày càng phát triển, các bạn thấy không ạ? Chúng ta có quá nhiều vấn đề để lo lắng, từ cơm áo gạo tiền cho đến công việc ở trên cơ quan, cho đến các cái mối quan hệ của chúng ta. Nó có quá nhiều thứ tác động lên đầu của chúng ta trong một ngày. Nếu như các bạn không ghi chép lại các cái ý tưởng thì chắc chắn là các bạn có thể quên ngay lập tức. Và khi bạn đã quên rồi thì gần như chúng ta, cái ý tưởng của chúng ta sẽ không lặp lại được nữa. Cho nên là cái việc mà các bạn ghi chép ra giấy rất là quan trọng ạ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Các bạn hãy lưu ý đến điều này. Chúng ta hãy tập thói quen ghi ra giấy tất cả những cái ý tưởng của chúng ta. Chúng ta ghi càng nhiều càng tốt, sau đó chúng ta sẽ chắt lọc lại cái ý tưởng đó để chúng ta chọn ra cái ý tưởng phù hợp nhất, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phát triển sự sáng tạo bằng những danh sách. Tức là như thế nào ạ? Ví dụ như bạn có một cái chủ đề, một cái chủ đề liên quan đến giảm cân chẳng hạn. Bây giờ làm thế nào để chúng ta xây dựng được cái sự sáng tạo có bài giảng của chúng ta về chủ đề giảm cân? Rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta sẽ liệt kê những cái danh sách liên quan đến chủ đề giảm cân, rằng là chế độ ăn kiêng như thế nào, chế độ tập thể dục ra làm sao, các cái chế độ sinh hoạt khác như thế nào ạ. Các bạn hãy liệt kê hết tất cả các danh sách ra. Từ đó các bạn sẽ chấp ghép lại, các bạn sẽ xây dựng lên, các bạn sẽ sáng tạo lên một cái bài giảng của bạn để nó phù hợp nhất và nó hấp dẫn nhất, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là các bạn đừng đặt áp lực kỳ vọng quá lớn lên bản thân. Mình xin nhấn mạnh từ quá lớn ạ. Tức là nếu như chúng ta có một cái sức ép quá lớn lên bản thân thì cái khả năng đầu óc của chúng ta bị stress, đầu óc của chúng ta bị căng thẳng. Như vậy là sẽ thủ tiêu đi cái trí sáng tạo của bạn rất lớn. Cái điều này các bạn cũng lưu ý nhé. Điều tiếp theo là các bạn cần phải dành thời gian để đọc sách. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là cái kho tàng kiến thức của nhân loại thì được tổng hợp ở trong cuốn sách rất là nhiều. Các bạn hãy đọc để thư giãn, các bạn hãy đọc để trau dồi kiến thức. Và đương nhiên rồi, khi mà các bạn đọc sách thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các cái ý tưởng sẽ đến với bạn. Điều tiếp theo là các bạn có thể thử, đó chính là nghe nhạc cổ điển. Và đương nhiên rồi, cái này thì chắc chắn là rất nhiều người bạn nghe rồi ạ. Điều tiếp theo đó chính là các bạn hãy nên làm những gì mới lạ. Tại sao ạ? Bởi vì khi các bạn làm những điều mới lạ thì cái trí óc của các bạn mới phát huy được khả năng sáng tạo. Giả sử như các bạn đã làm lặp đi lặp lại một cái công việc gì đó 5 năm, 10 năm rồi thì các bạn thấy không ạ? Cái sự sáng tạo của các bạn sẽ rất là kém. Nhưng mà nếu như các bạn làm lên một công việc gì mới thì chắc chắn là đầu óc của các bạn sẽ vận động và các bạn sẽ phát huy được cái khả năng sáng tạo của mình rất là tốt. Còn nếu như các bạn cứ lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó, làm quá nhiều rồi mà không có sự sáng tạo thì chắc chắn là chúng ta cần phải xem lại ạ. Và điều cuối cùng vô cùng quan trọng là các bạn hãy luyện tập để hoàn hảo. Tức là như nào ạ? Mỗi người có một cái phương pháp riêng, một cái chủ thể riêng và một cái cách làm riêng để chúng ta hoàn thiện cái phương pháp của chúng ta. Và rõ ràng là các bạn hãy lựa chọn, hãy luyện tập để cho các bạn trở nên hoàn hảo hơn. Và cái phương pháp của các bạn cũng sẽ phù hợp hơn với các bạn. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải tuân theo bất kỳ một mô típ nào. Mọi người có thể đúng, nhưng với bạn thì là không đúng. Nhưng với bạn có thể là đúng, nhưng với mình có thể là không đúng. Cho nên chúng ta hãy lựa chọn ra một cái phương pháp tốt nhất để chúng ta nâng cao cái khả năng sáng tạo của chúng ta, để chúng ta có những cái sản phẩm tốt nhất, ok nhất để chúng ta tung ra thị trường. Thì mình tin chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Mình xin kết thúc video bài giảng của mình ở đây.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung chia sẻ tiếp theo. Xin chào.